đầu tư 5.000 đồng mỗi ngày, nám tàn nhang sau sinh biến mất hoàn toàn. Sau sinh, da mẹ có hiện tượng xuất hiện các vết nám, tàn nhang trên da mặt. Tình trạng này khiến da mặt mẹ xấu đi, mất tự tin và phải ngụy trang bằng cách trang điểm. Để giúp mẹ sở hữu làn da hồng hào, hết tàn nhang, nám, các mẹ hãy tham khảo bí quyết làm đẹp với chi phí cực rẻ, an toàn hiệu quả sau đây nhé. 4 cách trị nám sau sinh. 1. Rau mùi, rau ngọt. Rau mùi có tác dụng xóa mờ vết tàn nhang, nám giúp da trắng hồng, mịn màng. Cách dùng rau mùi chữa nám sau sinh rất đơn giản. Cách 1. Rửa mặt bằng nước rau mùi. Mẹ rửa sạch khoảng 100g rau mùi tươi, sau đó cho vào nồi nấu với nước, tỷ lệ 1 và 4, 1 rau mùi, 4 nước, đun sôi khoảng 3 phút, sau đó để nước ấm ấm thì rửa mặt. Mẹ rửa mặt 2 lần sáng tối. Cách 2. Thoa trực tiếp lên mặt. Mẹ rửa sạch khoảng 100g rau mùi, sau đó giã hoặc xay nhuyễn, lấy phần nước cốt sau đó thoa trực tiếp lên mặt và rửa lại bằng nước ấm sau 5 phút. 2. Nghệ và chanh tươi. Từ lâu nghệ được xem là thần dược trị mụn, nám, tàn nhang, và chanh có tính kháng khuẩn cực tốt. Mẹ có thể kết hợp hai loại này với nhau để trị nám, tàn nhang sau sinh theo cách sau. Dùng đắp mặt, mẹ chuẩn bị một thìa tinh bột nghệ, một thìa nước cốt chanh. Sau đó trộn đều và đắp lên mặt khoảng 15 phút thì rửa lại với nước sạch. Tuần làm 3-4 lần tình trạng nám sẽ có hiệu quả rõ rệt. 3. Mật ong. Mật ong có tác dụng tuyệt vời trong làm đẹp, đặc biệt trị nám, tàn nhang hiệu quả. Mẹ có thể dùng mật ong trị nám theo cách sau. Cách 1. Bôi trực tiếp lên mặt. Mẹ chỉ cần lấy tăm bông, sau đó bôi trực tiếp mật ong lên vùng da bị tàn nhang, nám. Thực hiện tuần 4 lần vào buổi tối, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm. Cách 2. Đắp mặt nạ. Mẹ dùng mật ong trộn với sữa chua, tỷ lệ 1 và 1, sau đó trộn đều và đắp lên mặt để khoảng 15 phút rồi rửa mặt với nước sạch. Tuần mẹ đắp 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả. 4. Ổi và chuối. Ổi và chuối là thực phẩm giàu vitamin C tốt cho da, rất lành tính. Mẹ có thể sử dụng ổi, chuối điều trị tàn nhang, nám như sau. Đắp mặt nạ. Mẹ xay 1/2 quả ổi cộng 1/2 quả chuối chín. Ổi bỏ vỏ, ruột. Lấy hỗn hợp đã xay đắp lên mặt, sau đó từ từ massage và để yên trong vòng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. Mẹ đắp mặt nạ chuối ổi tuần 2-3 lần thôi nhé. Trên đây là 4 mẹo trị nám tàn nhang sau sinh cho mẹ từ những nguyên liệu thiên nhiên vừa rẻ, an toàn, hiệu quả cao, không gây phản ứng phụ. Các mẹ có thể tham khảo và làm thử nhé.